Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, khi quý vị là doanh nghiệp, người làm ăn, buôn bán lớn thì việc ký hợp đồng rất quan trọng. Thời khắc ký hợp đồng được vượng hay cát phụ thuộc rất nhiều vào ngày giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của quý vị. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ký hợp đồng tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Tầm quan trọng của việc xem ngày ký hợp đồng. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ ký hợp đồng trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất ký hợp đồng trong tháng 12. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác ký hợp đồng được thuận lợi và may mắn. Nội dung thứ nhất chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là về tầm quan trọng của việc xem ngày ký kết hợp đồng. Thưa quý vị, chỉ những ai làm ăn kinh doanh mới hiểu được hết tầm quan trọng của việc ký kết hợp đồng để các bên hợp tác với nhau gặp nhiều thuận lợi và may mắn, thì việc xem ngày ký hợp đồng là rất quan trọng. Nó sẽ là tiền đề cho sự phát triển lâu dài sau này. Nếu chọn được ngày đẹp, giờ tốt thì việc ký hợp đồng sẽ trở nên nhanh chóng, thuận lợi, đồng thời cũng giúp công việc làm ăn giữa hai bên tốt hơn. Vậy làm thế nào để lựa chọn được ngày, giờ tốt phù hợp với bản mệnh của gia chủ? Mời quý vị cùng theo dõi các phần tiếp theo. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày ký hợp đồng. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc lựa chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ký hợp đồng trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày ký hợp đồng phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ký hợp đồng, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, đại hao, trực hình, trực thâu, tiểu hao, tứ hao, kiếp sát, tài sát, nguyệt sát, tứ cùng, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sứ, đại thời, tứ phê, ngũ mộ, cửu không và ngũ ly. 2. Ngày hợp ký hợp đồng. Ngày tốt ký hợp đồng bao gồm những ngày là thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên nguyện, ngày dân, ngày phú, trực mãn, tam hợp, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra những ngày tốt nhất ký hợp đồng trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, ngày 18 Đinh Mão, ngày 22 Tân Mùi và ngày 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc.
Năm ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 Sáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6 ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 12, ngày Nguyệt Yểm là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 7 ngày Trực Bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 8 ngày Trực Thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 9 ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày mùng 3 Nhâm Tý, 27 Bính Tý. 10 ngày Tiểu Hao là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 11 ngày Tứ Hao là ngày 12 Tân Dậu. 12 ngày Kiếp Sát là ngày Dần, bao gồm mùng 3 và mùng 5 Giáp Dần. 12 ngày Kiếp Sát là những ngày Dần, bao gồm có 3 ngày, mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 19 Mậu Dần. 13 ngày Tai Sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 14 ngày Nguyệt Sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 15 ngày Tứ Cùng là ngày 14 Quý Hợi. 16 ngày Nguyệt Hại là ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ, 21 Canh Ngọ. 17 ngày Thiên Sứ là ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 18 ngày Đại Thời là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 19 ngày Tứ Phế là ngày 15 Giáp Tý. 20 ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 21 ngày Cửu Không là ngày Tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ và 20 Kỷ Tỵ. 22 ngày Ngũ Ly bao gồm mùng 5 Giáp Dần, mùng 6 Ất Mão, mùng 8 Đinh Tỵ, 19 Mậu Thìn, mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, 12 Tân Dậu, mùng 3 Nhâm Tý và 14 Quý Hợi. 23 ngày Đại Hao tháng này không có. 24 ngày Nguyệt Phá là ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc ký hợp đồng cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25 ngày Thiên Đức là ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với ngày Trực Thâu ta loại, 11 Canh Thân rất tốt cho ký hợp đồng tháng 12 này. Ngày 21 Canh Ngọ, ngày Thiên Sứ, nhưng có nhiều cát tinh ta có thể xem xét thêm để sử dụng làm ngày ký hợp đồng. 26 ngày Thiên Đức hợp là ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày tai sát và sát chủ mùa rất xấu. 2 là ngày 16 Ất Sửu là ngày cát ký hợp đồng, 26 Ất Hợi trùng ngày Nguyệt Yểm ta không thể dùng được. 27 ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 28 ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. 29 ngày Thiên Nguyện là ngày 15 Giáp Tý trùng với ngày Tứ Phế không dùng được. 30 ngày Dân Nhật là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão. Ngày này trùng với ngày tai sát và sát chủ mùa nên bỏ qua không xét. 31 ngày Phú là những ngày Thân, bao gồm 11 Canh Thân là ngày tốt chứa nhiều cát tinh. Ngày 23 Nhâm Thân trùng với Nguyệt Kỵ nên không dùng được. 32 ngày Trược Mãn là ngày Mão, bao gồm các ngày mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão. Ngày này trùng với tai sát và sát chủ mùa nên không dùng được. 33 ngày Tam Hợp là các ngày Tỵ, Dậu, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ. Ngày Tỵ cũng là ngày Cửu không khá xấu nên dùng. Ngày Dậu trùng với ngày Thụ Tử, kiêng kỵ mọi công việc. 34 ngày Lục Hợp là các ngày Tý, bao gồm 15 Giáp Tý là ngày Tứ Phế. Ngày 27 Bính Tý trùng với ngày Tam Nương nên các ngày Tý đều không tốt để ký hợp đồng. 35 ngày Ngũ Hợp là các ngày Mậu, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ trùng với ngày Thiên Sứ, Nguyệt Hại nên ta không dùng, 19 Mậu Thìn trùng với ngày Sát Chủ nên kiêng kỵ mọi việc, 29 Mậu Dần là ngày Kiếp Sát. Vậy với tiêu chí này ta không chọn được ngày tốt nào để ký hợp đồng. Như vậy chúng ta đã lựa chọn vào 36 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra ngày tốt ký hợp đồng trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc ký hợp đồng đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. 2. Ngày 21 Canh Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can là Ất. 3. Ngày 16 Ất Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tý, Dậu, Tỵ và những người có thiên can là Canh. Đó là những ngày cát lành ký hợp đồng trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!